sắt mà kém ai nọng sao ni hùa chờ ai nọng khám nở bên lù bờ hướng ai nọng nở mà văng văng Tra. Và lời đầu tiên cho phép tôi, MC Quang Minh và bạn dẫn của tôi là MC Tuyết Mai được trở về từ miền quê hương đất mẹ Trường Bôm. Xin được trân trọng gửi đến toàn thể quý vị của chúng ta lời cảm ơn sâu sắc, lời kính chúc sức khỏe và lời kính chào trân trọng, nồng nhiệt và thân thương nhất. Dạ vâng, xin thưa toàn thể quý vị, đúng là yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông anh cũng lội mà mấy đèo anh cũng qua. Yêu nhau thì chẳng quản đường xa, cho dù báo táp vòng bà thì anh cũng vẫn sẽ liều. Yêu và được yêu là niềm vinh hạnh lớn lao nhất của cuộc đời mỗi con người, và là điều thiêng liêng cao cả nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Đôi bạn trẻ của chúng tôi ngày hôm nay đây, sau một thời gian quen biết và tìm hiểu, thì hai em đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình. Và chúng tôi không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng ánh nhìn của mình về phía cánh cổng hoa của gia đình để cùng chào đón hai nhân vật quan trọng nhất, rạng ngời nhất. Đó chính là cô dâu Ngọc Oanh, sánh duyên cùng với chú rể Hải Tiến chúng tôi. Hai em hãy cùng tay trong tay bước lên trung tâm sân khấu tình yêu để diễn kiến cùng toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay đi à. Vâng, xin trân trọng kính mời Ngọc Oanh được không quý vị? Dạ vâng, hai em đang cùng tay trong tay bước đi trên những bước đi đầu tiên trên con đường đời thật vững. Dạ vâng, kính thưa quý vị, sau bao năm mong mỏi và chờ đợi thì giờ đây cặp đôi đường cô dâu xinh đẹp Ngọc Oanh và chú rể Thảo Hiền Hải Tiến của chúng ta đã đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ cơm, đủ gạo để hôm nay hái được trái ngọt và đã trở về hiện diện trung tâm sân khấu để đây. Một lần nữa chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến toàn thể quý vị, cô dâu xinh đẹp Ngọc Oanh là cô dâu xinh đẹp nhất của năm 2024 và chú rể Thảo Hiền hạnh phúc nhất của 2024 là chú rể Thảo Hiền Hải Tiến tôi. Để thay cho lời chào cao hơn mời cũ, xin được trân trọng kính mời Hải Tiến và Ngọc Oanh ơi, hãy cùng nắm chặt tay nhau và hãy cùng nở nụ cười thật tươi, thay cho lời cảm ơn bằng một cái cúi chào thật sâu. Xin được trân trọng kính mời hai em. Vâng quý vị, chúng ta hãy dành ra 50 tỷ đồng để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ được không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, để có được niềm vui, niềm hạnh phúc ngày trọng đại như ngày hôm nay, chúng ta không thể không kể đến những bậc sinh thành của những bậc làm cha làm mẹ đúng không ạ? Vâng, ngày hôm nay đây chúng ta thường có câu nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tên tàu sống hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và cùng chung với niềm vui, niềm hạnh phúc ấy, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện phía họ nhà gái có bố Lương Văn Loan, mẹ Lò Thị Thảo. Hai bác hãy cùng tay trong tay bước lên trung tâm sân khấu tình yêu để đứng cạnh người con gái yêu quý của mình trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, có nhà gái thì chắc chắn phải có nhà trai đúng không ạ? Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời với phái đoàn của nhà trai, đó chính là sự hiện diện của ông bố Lò Văn Dũng và mẹ Lò Thị Thuận, đó chính là thân sinh phụ mẫu của chú rể. Và một lần nữa quý vị chúng ta hãy cùng nhau dương những hung khí camera, những chiếc điện thoại smartphone của mình lưu lại bắt trọn khoảnh khắc của đại gia đình chúng tôi. Một lần nữa quý vị chúng ta hãy dành ra một tràng vỗ tay để cùng chào đón hai bên gia đình. Như lúc nãy Tuyết Mai vừa nói, vỗ tay không phải bất tiền, vỗ tay là để động viên tinh thần cho nhau đúng không quý vị ơi? Chúng ta hãy nở ra một tràng vỗ tay thật lớn. Đó chính là sự hiện diện của hai bên gia đình, có ông bố và mẹ của chú rể và cô dâu, và họ đã vui mừng khôn xiết và nở những gương mặt đầy hoa của họ bởi vì họ đã hãnh diện nuôi con khôn lớn và đã hoàn thành trách nhiệm để con khôn lớn trưởng thành khi xây dựng một mái ấm gia đình. Và để thay cho lời chào cao hơn mâm cỗ, và xin được trân trọng một lần nữa Tiến Hải và cô dâu Ngọc Anh ơi, hãy cùng với bố mẹ yêu quý của mình kết hợp với Tuyết Mai và Quang Minh, hãy cùng quý một quý thật sâu để thay cho lời cảm ơn đến toàn thể quý vị hồi hôn chúng ta. Xin được trân trọng kính mời gia đình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hiện diện tại trung tâm sân khấu ngay lúc này đây, đó chính là một đại gia đình hạnh phúc. Nhà gái thì hân hoan mừng rể mới, nhà trai hớn hở đón dâu về, hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Ngày hôm nay đây chú rể Hải Tiến của chúng tôi hết sức đẹp trai đúng không quý vị ơi? Và cô dâu của chúng tôi cũng không kém phần long trọng. Vậy nên toàn thể quý vị quan khách chúng ta hãy cùng tiếp tục hướng ánh mắt của mình lên trung tâm sân khấu, rút những ống kính camera của mình để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đi đâu quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đúng là hồ không xanh thì hồ sống phẳng lặng, mà xanh không hồ thì xanh sống làm sao. Núi kia ai đắp mà cao, sông kia biển đỏ ai đào mà sâu, sông kia ta ai kéo bắt cầu, cho tình duyên lứa thắm ngàn đời không phai. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay nhận được sự vun đắp của hai bên gia đình, nhận được sự đồng tình của chính quyền địa phương nơi sở tại của hai xã Thơm Vòn và Púng Tra, và đặc biệt là luật quyết định hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tác hợp cho đôi bạn trẻ của rồi xinh đẹp Ngọc Oanh và chú rể Thảo Hiền, Hải Tiến của chúng ta được về làm các lần nhà. Và giây phút ở đây không để quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Tuyết Mai ơi, hãy cùng đồng thanh thật to để chúng ta cùng bắt đầu lễ vô quy của đôi bạn trẻ. Tô hồng thắm đượm từ đây, lễ trao duyên mới của cặp đôi nương cô dâu xinh đẹp Ngọc Oanh sánh duyên cùng với chú rể Thảo Hiền, Hải Tiến. Hải Tiến sánh duyên cùng với cô dâu Ngọc Oanh, xin phép chính thức được bắt đầu. Mời quý vị chúng ta cùng trò chuyện với dành ra 100 tỷ đồng và những tràng pháo tay của mình được không ạ? Mấy ngày nào hai bạn còn xa lạ, mà ngày hôm nay đây đã nên vợ thành chồng. Kéo khen ai cắt chứ nồng, chứ vợ nằm dưới chứ chồng nằm trên, đúng không quý vị ơi? So phép ngay thành điền tuổi sẽ pét đằng sau, tuổi sắp bị đằng mã cũng nằm đúng tuổi sẽ thả làng dưới hân chương. Không có những vụ việc cái đồng hành chuyển đổi phố mia, anh đã đảo bia báo sức là bác giới hiền phong tổng trần phòng chủ quân hô. Sau của những vụ cùng ải điền tại sân đán của dùng, cùng em điền sẽ nằm coi sở bị nhớ, xin hãy có bất kỳ về lòn phân phúc cùng phun. Nhưng biển bờ mới đi hóc cặp lưng cùng bên này, trai biển cười còn một lưng cùng bò ủ, không kìm chẹp có nhòm hở mấy em kín. Ba ba bạn của tôi sẽ có ải và chẳng lùa hoặc lùa ải ở em sinh. Học sinh tâm đi khỏi vào gió chúc hở đôi phố mia đóng cầm. Ngọc Oanh cánh và Hải Tiến lớp chơi đèn sơn à, đèn pha mặn hoặc càn phàn phàn đây đây. Sau chúc hở phú gia tài nát sóng chưa hơn, lớp chơi và kìm bà, mát kỳ lẩu thẩu em bản dưng kiến hành lục hành tổ ở bên lắc lan tàn lông tổ với tăng giảm ý kinh vâng cứ sống mắc mới khỏi chào pháp quán tạm ơn hòn bà mẹ bên đầu hông mà nè bác xin nào vay hay bác trà bác xin nào về na bố ổ thấy lắm được sửa đi vì hồ kiện mắt trong muôn hạnh phúc báo được sửa làn mà nè mà có bố mít quang sẵn hờn sơ bên đầu ơi chúc khỏi sáu chúc khỏi bà mẹ bên đầu hông ó bay vừa đi pì mớ vào cửa dây kín phá đàn mà khẩn dần mất à mà mất nữa họ trước hay trước để kịp khẩu hai lẩu chén chè quang mượn tô hà cần bay xe máy vào cái nhất là mất chuông bay xe luồng cho cái nhất mất khổng ship pì nhâm ít đùa nào sao pì nhâm ít đùa sẩy nhâm ít củ sáng hai pan trời khổng mốc và cứ lớn sáng hảo sáng khăn giữ nói đừng sao pì mới đắp bơm cho phủ cho quân đấy đó. Dạ vâng, lời phát biểu thay cho sự ý kiến của hai bên gia đình đến từ MC Quang Minh hết sức tuyệt vời đúng không quý vị ơi? Quý vị chúng ta cùng ngồi ăn ngồi uống, cùng hướng ánh mắt của mình lên trung tâm sân khấu tình yêu và cùng tiếp tục chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để tiếp tục chương trình lễ vu quy trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời hai bên gia đình chúng ta hãy cùng dành cho nhau một cái bắt tay thật nồng ấm để gắn kết tình thông gia của chúng ta. Vâng, xin trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta. Hai bên gia đình chúng ta hãy cùng dành cho nhau một cái bắt tay thật nồng ấm đi ạ. Dạ vâng, với sự đồng hành của trung tâm nhiếp ảnh gia nhà quay phim Hoàng Đức TV đã trở về từ miền quê hương đất mẹ. Tổng lệnh thân yêu, xin được trân trọng kính mời anh hãy lưu lại bắt tròn khoảnh khắc này cho gia đình chúng tôi. Và xin được kính chúc cho hai bên gia đình sẽ luôn cao sân bền chặt với tình thông gia của hai bên gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc để cho con cháu được tỏa bóng mát xung xuê của các ông các bà. Một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng gia đình chúng ta. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đồng hành với niềm vui, niềm hạnh phúc ngày trong đẩy của đôi bạn trẻ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Không thể không kể đến những món quà hết sức tuyệt vời, hết sức ý nghĩa đến từ những người thương yêu của cô dâu chú rể chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và những món quà ấy hết sức tuyệt vời đến từ những người thương yêu các bác, các chú, các cậu, các mợ đã dành tặng trước cho cô dâu chú rể chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ban tổ chức chương trình cũng xin phép được điểm lại những món quà. Món quà đến từ gia đình bác Vương Hùng, gia đình bác Sơ Ngọc, gia đình bác Đoàn Nguyệt, gia đình cậu Thiểu Vui ạ. Vâng, những món quà hết sức tuyệt vời đúng không quý vị ơi? Chúng ta hãy nổ ra những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cũng như chúc những món quà hết sức tuyệt vời đến cô dâu chú rể chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ quý vị ơi? Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn với tấm lòng cao cả và ấm áp quý báu của các cô dì chú thím, gia đình chú bác Sơ Ngọc và chú Chiến Thu, chú Thoa Nhật và gia đình ông Việt Tôn. Và chúng tôi cũng xin được thay mặt cho bạn trẻ xin được cảm ơn với sự hiện diện yêu thương của toàn thể cô dì chú thím cậu mợ và anh chị em gia đình đã dành trọn những tình cảm quý báu của mình với món quà đã dành tặng cho hai con yêu quý của mình. Và xin được... Dạ vâng, và sót hai món quà đó là món quà đến từ gia đình chú Lê Lợi, gia đình cậu Trương ạ. Vâng, những món quà hết sức tuyệt vời, hết sức ý nghĩa mà mình ấp ủ bấy lâu nay. Các cô, các cậu các bác đã ấp ủ bấy lâu nay để dành tặng cho hai cháu yêu, hai con yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay, để làm hành trang cho hai con tiếp tục bước vào cuộc sống hôn nhân cũng như trong cuộc sống gia đình được tốt đẹp hơn ạ. Xin trân trọng cảm ơn những món quà hết sức tuyệt vời, hết sức ý nghĩa đến từ các bác, các cậu, các mợ ạ. Xin được kính chúc cho các cậu, các mợ, các bác, các ông sẽ có những món quà, sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống sau này của mình ạ. Dạ vâng, và với hai món quà hết sức tuyệt vời, hết sức ý nghĩa đến từ món quà đến từ gia đình ông Việt Tôn, gia đình ông Tuyết Vi ạ. Hai món quà này hết sức tuyệt vời, hết sức ý nghĩa và hết sức bất ngờ đến từ nước Lào sang, đúng không quý vị ơi? Món quà hết sức to lớn đúng không ạ? Với món quà này thì xứng đáng nhận được một tràng vỗ tay trị giá 1.000 tỷ đồng từ phía quý vị, đúng không quý vị ơi? Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Dạ vâng, và cô dâu xinh đẹp Hải Yến và chú rể Thảo Hiền Ngọc Oanh, cô dâu xinh đẹp Ngọc Oanh và chú rể Thảo Hiền Hải Tiến của chúng ta hãy cũng nở nụ cười thật tươi. Cô dâu ơi, hãy tạo thời cho người mẹ yêu quý của mình nắm giữ bó hoa tươi thắm của mình đi ạ. Và sau đó hai em chúng ta hãy nắm chặt tay nhau trở về bên bàn tiệc long trọng, đó chính là những chiếc bánh gato để cùng săn bùi sảy ngọt, gánh vác công việc gia đình cùng với nhau. Hai em hãy... bánh gato này là chiếc bánh gato hết sức tuyệt vời đến từ nước bạn Lào, đúng không quý vị ơi? Bên trong chứa những tờ tiền polymer, đúng không ạ? Quý vị, chúng ta nổ ra những tràng vỗ tay thật lớn đi nào quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngày xưa thì bác ở Nam Đàn, nhưng mà ngày nay thì bác ở trên khắp nơi hàng của Việt Nam, và nước bạn Lào cũng đã gửi những vị bác hồ kính yêu của chúng ta vượt ngàn trùng khơi cho đôi bạn trẻ chúng ta bằng những tờ tiền polymer trị giá 1.000 đô la Mỹ. Và xin được chúc cho hai em và cảm ơn với sự yêu thương, với món quà vô cùng ý nghĩa của hai bác, hai ông đến từ nước bạn Lào. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta sẽ cùng rạch ra ba đường để minh chứng rằng đây chính là đường công danh, đường báo hiếu và đường cho hai con sau này. Và xin được kính chúc hai em sẽ luôn trong năm tình viên bán và đời của thế, sẽ cùng đồng cam khổng khổ chia buổi sải ngọt dẫu có nắng mưa dãi dầu như thế nào, hoặc là cô dâu nha. Vâng, hãy cùng nếm trải với vị ngọt của tình yêu qua chiếc bánh gato mà hai bạn đã rạch ra ba đường vừa rồi. Xin được trân trọng kính mời cô dâu hãy cho chú rể nếm được mùi tình yêu bằng sức sống mãnh liệt của em sẽ dành cho người chồng yêu quý của mình. Vâng, một tràng có tay để cùng chúc mừng cho đôi bạn trẻ của tôi một lần nữa thưa quý vị. Dạ vâng quý vị ơi, MC còn sót một dòng chữ ở trên này, đó là có ghi là kỷ niệm 5 năm bên nhau, đúng không ạ? Vâng, hết sức tuyệt vời đúng không quý vị ơi? Chúng ta hãy nổ ra những tràng vỗ tay thật lớn nữa đi nào cả nhà mình ơi. Dạ vâng, và để có những giây phút thực sự trọn vẹn cho đôi bạn trẻ, và sau đây một lần nữa xin được trân trọng kính mời hai em Ngọc Oanh và chú rể Thảo Hiền Hải Tiến ơi, một lần nữa nắm chặt tay nhau tiến về bên bàn tiệc long trọng, đó chính là những chai rượu sâm banh để chúng ta cùng dợp lên chiếc tháp hình tình yêu để cùng minh chứng rằng đây chính là một ngôi nhà hạnh phúc, một mái ấm gia đình trong tương lai mà hai em sẽ cùng chung tay xây dựng vun vén. Xin được trân trọng kính mời hai em minh chứng qua chiếc chai sâm banh này. Không cần một chút sức lực nào. Và toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng chứng kiến những giây phút của đôi bạn trẻ đang được xót tràn như rượu, những giọt rượu hòa cùng với những làn khói nghi ngút để thể hiện rằng đây chính là một hương vị tình yêu đang lan tỏa đến quý vị. Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng dành ra một tràng vỗ tay để cùng chúc mừng hạnh phúc một lần nữa thưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thề, tình duyên thắm trọn ta về bên nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu và bằng thao tác cũ. Dạ vâng, và trước khi rót vào chiếc tháp đầy tình yêu 1/2 chai, hai em chúng ta hãy cùng ưu tiên cho xấu ly ở phía bên dưới để chúng ta cùng mời tới bố mẹ, những công nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục trời biển của các bố các mẹ. Xin được trân trọng kính mời hai em. Dạ vâng, nội lực của chú rể hôm nay hết sức thâm hậu, đúng không cả nhà ơi? Vừa mở chai nắp chai. Xin được trân trọng kính mời anh hãy lưu lại bắt chọn khoảnh khắc cho đôi bạn trẻ. Vào hồi 18:30 trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị chúng ta hãy ghé đón xem kênh YouTube của Hoàng Đức TV để chúng ta cùng cảm nhận những thước phim sống động, những kỷ niệm tuyệt vời của cô dâu yêu để thực hiện nghi thức uống rượu rau bồi ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời hai em ạ. Chiếc thứ này của mẹ Pinao Hạc Sương. Cặp chén lẩu lạnh nói đi đôi cùng biết có kim mang càng đó cặp gần lệ có cù số đôi pin phù hồ biết tao hạt sạt mặt đây. Cả chén lẩu đi áo cười có é sáng quán hot pờ ở Ngọc Anh hâu và hìa nòng á nòng ơi ta bà ác tài biển phúc đồ nòng ai còn chim nòng tài biển phúc đồ ai còn chim mới du hầm lòn nòng na nòng ta biển bòn ai còn chứ bớt xuống hầm huề, ai tài biển quẩy nòng còn chứ bớt xuống hầm bì ai ơi, ai tài biển phì nòng còn chứ phải xuống hầm đầm, ta ba tài khẩu thầm nòng chết biến biển hòn ai nơi, đôi cú mía học bánh cắn tè hùa phạt tăng tỏ còn lăng, có phạt tăng đàn, ta ba nà lấy cam có cục cờ bớt sống nơ, hay đôi cú mía còn mít chén lẩu chứ vậy thì màng càng to tóc gần lấy con cua xuống đôi, học bánh ở gần tàu không đành, xò mơ sống nòng kín nà sẽ cần, kín chén lẩu ra bơi tình yêu, ngóc tay cả đến nòng ơi. Bọn mẹ pin đồng hót tôi mới tốt mới trở vào hồi sòng tôi đồng hót xuống bọn mẹ nữa. Xin mời hai em ạ. Dạ vâng, hai em hãy tạm thời đặt chiếc ly của mình xuống và cầm những chiếc ly còn lại để trao lên bố mẹ của mình ạ. Chú rể hãy trao lên bố mẹ vợ của mình và cô dâu hãy trao bên bố mẹ chồng của mình ạ. Chiếc thứ này bọn mẹ pin đồng hấp chén lẩu thuốc sòng nè, đội bố mẹ quay sáng có hợp thủ pin ải pin em ao khơi. Hải Tiến cánh và bờ Ngọc Oanh gọi sáng hot ải em và hìa ải em ấy lô tay lại kiếm đeo lô cò bỏ lưng xẻ thú lô lại rú đeo lô cò bỏ lưng xẻ cùng cánh ẩn khóc bờ cùng bỏ tanh nhớ dùng cấn tu sàm sầu cùng mẹ trầu ló liền xưng bỏ lầy xiên còn xưng quan trên lan tay lại chứa lông tạc tề mèn má mày coi chứa quân bồng kín lông co on bàn chứa sang lông lừa và để chú chảnh của đàn khỏi sống hơi phủ biển bờ tên mới chiếc túng chén ải tú em ra chú tác hòa khỏi chiếc sòm mới phủ biển cười chiếc túng chén ải tá em hai chú tan say các đi gọi dù hồng mới biến ải biến đồng mới mà muốn trong làn ho chuột bị hại ở chân lẩu khẩu hòm đừng vậy trong mơ hạnh phúc được của miệng cánh vào cho gân xuống khỏi nước bò mè nữa. Dạ vâng, Quang Minh sẽ là những cầu đối để kết nối cho toàn thể quý vị để chúng ta cùng chung chia niềm vui niềm hạnh phúc này. Quý vị chúng ta hãy cùng giơ chén rượu cao lên về phía trung tâm, hướng về phía trung tâm sân khấu cùng với chúng tôi. Hãy cùng đồng thanh đại gia đình mình ơi. Một hai ba số, hai ba số, hai ba chúc mừng hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị chúng ta đã trở về đây. Cảm ơn quý vị chúng ta. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta hãy cùng nán lại trung tâm sân khấu và chúng ta hãy đứng thành hình vòng cung để nhiếp ảnh gia camera men của chúng tôi quay lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Chúng ta hãy đứng thành hình vòng cung đi ạ. Dạ vâng, và đôi bạn trẻ gia đình chúng tôi. Dạ vâng, xin trân trọng kính chúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê và kính chúc cho tình thông gia của chúng ta luôn luôn keo sơn bền chặt ạ. Vâng, sau đây xin trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta hãy xuống từng bàn tiệc bàn rượu để nhận lại những tình cảm hết sức tuyệt vời đến từ toàn thể quý vị quan khách chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta. Cô dâu chú rể cùng với đại gia đình chúng ta hãy xuống phía bên dưới để nhận lại những tình cảm hết sức tuyệt vời, hết sức ý nghĩa đến từ toàn thể quý vị quan khách chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ.